Dạ, Tân Chánh Pháp xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Hôm nay thì Lê Thị Miễn đã làm clip bên vực sư phụ của mình, đó là ông Thích Chân Quang, với sư thúc của mình đó là Thích Nhuận Đức. Chắc có lẽ là mọi người cũng đều biết là Thích Chân Quang đã bị giáo hội cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm với mọi hình thức. Còn Thích Nhuận Đức thì bị cấm thuyết giảng coi như là vô thời hạn, không biết ngày nào mới được trở lại giảng hay gặp gỡ các Phật tử. Thì cái đó là do giáo hội quyết định, chứ còn chúng ta cũng không có ý kiến, cũng không có quyền gì. Nhưng mà có lẽ là Lê Thị Miễn đã làm quá nhiều clip, đã nói bậy quá nhiều, cho nên là không biết mình đang nói cái gì. Thì hôm nay làm clip tự vả vào cái mõm của mình. Bởi vì Tâm không cho rằng cô này có miệng hay hoặc là có mồm. Bởi vì cái miệng và cái mồm là dùng cho loài người của chúng ta, còn cái loại mõm, còn mõm thì dùng cho có loại gì thì chắc có lẽ là quý vị cũng đã suy nghĩ ra rồi ạ. Tại vì Tâm không có nói ở trên đây là bởi vì sợ vi phạm quy tắc cộng đồng đó quý vị. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe Lê Thị Miễn nói như thế nào, rồi chúng ta cùng nhau phân tích Lê Thị Miễn đã tự vả vào cái mõm của mình như thế nào. Thì nghe xong rồi chúng ta cùng nhau phân tích nha. Mời tất cả quý vị. Tôi thấy mọi người lên án kịch liệt thầy Thích Chân Quang và thầy Thích Nhuận Đức. Với thầy Thích Nhuận Đức thì mọi người nói là âm các cái nụ cười đó. Còn thầy Thích Chân Quang thì mọi người nói là âm giảng và luật nhân quả, hù dọa luật nhân quả. Hai cái điều này có đáng để mình thù, mình hận, mình sân si không? Âm giảng và luật nhân quả mình tin thì mình đừng làm như vậy thì mình tốt hơn, còn mình không tin thì đỡ người khác tin, chứ mình sân si mình điên dại làm cái gì, ai ép mình gì. Em nói như vậy đó, có phải là em tự vả vào cái mõm của em không? Thầy Pháp Hòa, thầy Minh Tuệ, thầy Minh Đạo có làm ảnh hưởng gì em không? Hả? Đâu có làm ảnh hưởng gì tới em đâu. Nhưng mà tại sao ngày nào em cũng làm clip để em chống phá họ? Họ tu tập, họ không có đụng chạm gì tới ai hết á. Họ cũng không bao giờ nói bậy, họ cũng không bao giờ làm bậy, họ cũng không nhận tiền bố thí của bất cứ người nào. Họ không trục lợi, họ không mượn cái đạo để mà họ tạo đời. Thì lý do gì mà ngày nào em cũng lên clip em chống phá người ta? Rồi bây giờ một số sàm tăng người ta lên, người ta ý kiến, người ta nói, người ta vạch ra những cái sai trái của sàm tăng. Thì em nói là Thích Nhuận Đức là có giọng cười, không ai nói cái giọng cười của Thích Nhuận Đức hết. Hiểu chưa? Nhưng mà người ta nói những cái bài pháp mà giảng tục tiểu, giống như là con chim nó bay giống quần. Hiểu chưa? Rồi là lâu quá rồi, Thích Nhuận Đức á, lâu quá rồi không có đi massage, nhớ massage, nhớ những cái chỗ như vậy. Rồi là một cô Phật tử nằm thì đưa cái mè lên, lấy sợi thun bắn. Mình là một cái người trụ trì, mình là một cái người tỳ kheo, mình là một người tu sĩ, mà ăn nói như vậy thì em nghĩ như thế nào? Người ta có nên để mà người ta ý kiến không? Cái đạo Phật á, những người đi tu theo đạo Phật á, trí tuệ và đạo đức người ta phải sáng ngời. Bởi vì những người này á, là đi truyền đạo, truyền cái đạo của Phật Thích Ca cho tất cả mọi người. Bởi vì họ đại diện Đức Phật, truyền cái ánh sáng đạo Pháp, ánh sáng của Phật Pháp đi truyền ra tất cả mọi người, mỗi nhà. Nhưng mà mình đi truyền như vậy đó, mình đi nói tục tiểu như vậy thì người ta có ý kiến là đúng rồi, hiểu chưa? Em phải sáng suốt, phải tỉnh táo, phải suy nghĩ lý do tại sao. Còn như các sư Minh Tuệ, sư Minh Đạo, sư Pháp Hòa đâu có làm ảnh hưởng, không có giảng tục tiểu mà cũng đạo đức người ta sáng ngời. Mà em đi em chỉ trích người ta, em không thích em có quyền em lướt ngang, đúng chưa? Em biết nói như vậy mà tại sao em không làm được? Em nói như vậy có phải là em tự vả vào cái mõm của em chưa? Còn như ông Thích Chân Quang thì ông dẫn dụ luật nhân quả nó sai với cái chánh pháp đạo Phật. Hiểu không? Đạo Phật đâu có khi nào mà nói người ta nằm võng là mất phước, đi làm đẹp là mất phước. Em đó nghe, anh thấy em sửa rất là nhiều đó, có lẽ là em bị mất phước quá nhiều rồi, cho nên mới bị cộng đồng mạng người ta chỉ trích, người ta tấn công, người ta sỉ vả như vậy. Chứ nếu mà em mà chắc có lẽ em không làm đẹp, chắc có lẽ em cũng không mất phước đâu, tại vì em cãi lời thầy. Đúng chưa? Cho nên em làm đẹp, cho nên em bị mất phước, cho nên là ngày hôm nay em mới nhận cái kết quả như thế này. Rồi bây giờ đó, ổng giảng như là làm bác sĩ thì kiếp trước là tiễn người đi, thì kiếp này á làm bác sĩ. Còn làm thợ xây á, làm thợ hồ á, thì kiếp trước là do phá nhà người ta, cho nên kiếp này mới làm thợ hồ.
là nó bị nghiệp. Mà nếu mà muốn hết nghiệp á thì lên chùa Phật Quang xây chùa cho ông ta thì người đó mới hết cái nghiệp. Ủa anh nói như vậy đó đúng không? Em cho là đúng không? Nếu sai thì người ta có ý kiến, hiểu chưa? Chứ không ai chống phá gì cái đạo Phật, mà cũng không ai chống phá gì sư phụ em cũng như là sư thúc của em. Nhưng mà những người tu hành á là những người ta đạo đức trí tuệ sáng ngời à. Những người này á là mang cái đạo Phật để mà truyền bá khắp nơi cho tất cả các Phật tử tu tập. Nhưng mà mình không nghiêm túc, mình truyền đạo không nghiêm túc thì làm sao mà được? Thì người ta có ý kiến. Còn phạt á không phải là Phật tử như tụi anh phạt, mà là giáo hội. Chẳng lẽ là bây giờ giáo hội cũng sai luôn? Giáo hội cho rằng ông Thích Chân Quang cùng với ông Nhuận Bức là làm suy giảm cái lòng tin của tất cả mọi người đối với Phật Pháp, thì giáo hội mới phạt những người đó. Chứ còn tụi anh không có đủ điều kiện, mà cũng không có đủ chức đủ quyền để phạt những cái ông đó. Ý em nói như vậy á là giáo hội có thể nghe và cũng có thể là không nghe, đúng chưa? Nhưng mà tụi anh đâu có ý kiến gì đâu à. Cái này giáo hội phạt chứ tụi anh không có phạt. Thì có ý kiến gì á, lên làm cái tờ trình lên giáo hội. Tôi hy vọng cơ quan chức năng cùng phối hợp với cơ quan địa phương hãy tạo điều kiện cho cô Lê Thị Miễn được về Việt Nam để bảo vệ minh oan cho sư thầy Thích Chân Quang. Tôi là một người không đủ trình cũng không đủ tư cách để bảo vệ hay phỉ báng các bậc thầy tu. Nhưng đối với cô Lê Thị Miễn đã có đủ chứng cứ chứng minh rằng ông Thích Chân Quang bị oan, có một nhóm thế lực ngoại đạo nào đó vu khống hãm hại. Nếu sự thật là như vậy, yêu cầu cơ quan chức năng hãy điều tra Lê Thị Miễn về nhóm đối tượng đó. Nếu như cô Lê Thị Miễn không khai báo ra được, yêu cầu cơ quan chức năng hãy cho cô ta vào tội vu khống, bịa đặt, xuyên tạc nhằm mục đích gây hoang mang dư luận, gây mất lòng tin người dân. Tôi xin hết. Chứ còn tụi anh là những người đưa ra ý kiến, thấy những người nào mà giảng pháp tốt, những người nào mà tu chân chánh thì được mọi người dân người ta ủng hộ. Còn người nào mà mượn đạo tạo đời chụp lợi, hưởng thụ cái đồng tiền xương máu của tất cả Phật tử, của tất cả bá tánh thì người ta có ý kiến. Chứ người ta đâu có nói gì bậy bạ đâu. Còn em thì tối ngày những người chân tu mà được cả đất nước người ta kính trọng, mà chẳng những đất nước mà cả thế giới người ta cũng ngưỡng mộ sư Minh Tuệ, sư Minh Đạo. Nhưng mà có một mình em đứng lên ngày này hết ngày kia, em chống đối, em chống phá, em dựng chuyện, em bịa đặt tùm lum tùm la hết, là lý do tại sao? Có phải là em vì cái đồng tiền mà em làm riết rồi em mờ con mắt không? Em nói riết em không còn biết là em nói đúng hay là nói sai như thế nào. Mình nói riết là mình tự vả vào cái mõm của mình luôn hả? Ủa gì kỳ vậy? Con này tôi bảo đảm nói gì cái đồng tiền, chứ không thể nào nếu mà nó không có đồng tiền mà nó làm cái việc này thì nó không bao giờ làm. Bị người ta chửi quá trời luôn. Người ta khui ra cái đời tư làm gái, làm này này kia tùm lum hết trơn mà nó cũng không dừng lại, thì có lẽ là nó vì cái đồng tiền. Con nhỏ này nó vì cái đồng tiền mà nó bất chấp, nó không sợ gì hết. Hậu quả thì con cái nó sau này nó gánh chịu, rồi anh em cha mẹ nó, rồi là những người dòng họ của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, rất nặng nề. Bây giờ con mình nó lớn lên rồi, bắt đầu là hình ảnh của mẹ mình á trên mạng người ta gán ghép, người ta chửi bới, người ta sỉ nhục như vậy, thì con em nó ra đường nó có hãnh diện với tất cả bạn bè hay không? Nếu mà xét cho công bằng á thì những sư đó không bao giờ giảng tiêm nhiễm tà kiến mê tín mà cũng không có trục lợi, thì mình nên ủng hộ chứ mắc cái gì em lên tấn công em chỉ trích họ. Còn những cái người mà giảng pháp trục lợi, dẫn dụ luật nhân quả sai với chánh pháp của đạo Phật thì người ta có ý kiến. Mà ý kiến này á là nhà nước cũng công nhận, mà là giáo hội cũng công nhận là hai ông này giảng pháp tào lao, chứ không phải là những người Phật tử như tôi anh mà xác nhận. Tôi anh xác nhận là không có giá trị gì hết. Nhưng mà ở đây nhà nước cùng với giáo hội xác nhận cái điều đó là sự thật, là ông Thích Chân Quang cùng với những nước là giảng pháp tầm bậy, hiểu chưa? Nằm võng mắt về mắt phước, rồi riết rồi bây giờ ở nhà cao tầng cũng không được thờ Phật Pháp gì hết. Ủa, có gì kỳ cục vậy? Mình thờ Phật là ở trong cái tâm mình,
trong cái tâm hồn mình. Còn cái hình đó là tượng trưng Đức Phật để mình đứng, mình quỳ, mình lại, để có nơi có chỗ thôi. Không phải là mình treo cái hình lên mà Phật hay Bồ Tát là ở trong cái hình đó. Hiểu chưa? Hình tượng trưng thôi mà, giống như là hình cha mẹ chúng ta mà lỡ có qua đời thì chúng ta qua cái hình lại để chúng ta thờ vậy thôi. Chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu mà sư phụ em, sư thúc của em đứng lên phản bác những việc đó phải hết sức là nó kỳ cục. Thì người ta có ý kiến người ta nói, hiểu chưa? Rồi bây giờ mời tất cả mọi người nghe anh Phong Trắng nói về cái vấn đề nhìn này như thế nào. Anh vừa nói vừa hài thì chúng ta cùng nhau giải trí một chút xíu cuối tuần nghe. Tôi thấy mọi người lên án kịch liệt, thầy thích trăng quan và thầy thích nhuộm đất. Với thầy thích nhuộm đất thì mọi người nói là âm các cái nụ cười đó. Còn thầy thích trăng quan thì mọi người nói là âm giảm và lục nhân quả, hù dọa lục nhân quả. Sai cái điều này. Thầy đáng là mình thù, mình hận, mình sân si không? Âm giảm và lục nhân quả, mình tin thì mình đừng làm như vậy thì mình tốt hơn, còn mình không tin thì đỡ người khác tin, chứ mình sân si mình im dài làm cái gì, ai ép mình gì. Mày còn biết nói như vậy luôn hả? Mà tao nói nè, cái bọn mày á có cái thói quen ưa tự tát vào mặt mình, đã như vậy thì mày không tin, mày không thích thì mày để người khác tin, người khác thích. Tại sao mày suốt ngày mày phải lên mày tìm cách mày nói xấu, mày bôi nhọ người ta? Mày đặt điều, mày nói những cái chuyện không có, mày dừng lên. Rồi mày đi bảo vệ cho những thằng làm việc sai trái, có những hành động sai trái hả? Giảng tào lao, nhận đi, nhận cùng, hù dọa nhân quả. Những vị chân chính, những người làm đúng thì mày không công nhận, mày không ủng hộ, mà mày lại đi bảo vệ những cái việc làm sai trái. Một thằng á thì bị cấm 2 năm, một thằng bị cấm vĩnh viễn. Rồi bây giờ mày thấy cái sự bảo vệ ngu ngốc của mày chưa? Thấy cái sai chưa? Nếu như hai thằng thừa tu này lúc trước mà nghe lời tao á, thì bây giờ đâu có thất nghiệp, đâu có bị cấm 2 năm, đâu có bị cấm vĩnh viễn. Rồi bây giờ làm gì đây? Bây giờ cái thằng thừa tu đi vô chùa nói tào lao để kiếm tiền, mà bây giờ bị cấm rồi thì có phải thất nghiệp không? Có phải mày đang được một thế lực nào đó thuê mày đúng không? Hay là thằng cha con mẹ mày nhập vô mày bắt mày nói? Nếu mà nhập vô mày á thì mày để tao điện thằng bạn tao nha. Thằng này nó chuyên giải oan hồn, nó bọn nó giúp mày. Nhưng mà trước khi giúp mày á, tao chỉ giúp mày một lần này nữa thôi nha. Trước khi giúp mày, mày phải hứa với tao một điều. Mày xin lỗi hai thầy này cho tao, thầy Pháp Hòa và thầy Minh Tuệ. Tao sẽ hứa giúp mày lần này một lần thôi nha, xin lỗi đây. Đấy, con xin lỗi thầy, con nói nó hơi lớn, nó lớn tiếng, nhưng mà nói là chắc có lẽ là một cái pháp luật là đã nhập vô nói cho con, phải con nói nha. Xin lỗi như vậy là cũng chưa đúng đâu nha, phải thành thật nha. Cái lỗi của mày á là thằng cha của mày, mày nhập của mày nói tào lao xúc phạm người khác, chứ không phải là nói lớn. Nói lớn không phải là cái tội, để cho mày. Nhưng mà để tao giúp, rồi để tao gọi điện rồi. À, thấy mình rồi bạn. Thái bên kia giải con hồn đúng không? Ờ. À, giờ này có rảnh không bạn? À, công việc có ổn không? À, thỉnh thoảng là có con hồn rồi hay tới cúng giường rồi giải con không bạn? Ít lắm hả? À, ít lắm thì thôi mời bạn giúp mình nốt cái phần này rồi mình đổi nghề đi bạn. Mình chuyển nghề đi, mình giải nghề luôn các bạn. Giúp mình luôn này. Có cái vụ này là cái vong hồn nó nhập cô con nhỏ này, nó suốt ngày nó nói đi với phụng, nói linh tinh mà. Giờ bạn giải vong hồn giùm nó cái, rồi cúng giường bao nhiêu tôi nói là. Đây vậy hả? À, con này là Lê Thị Miễn. Nó có hai cái vong hồn này nhập vô người nó, suốt ngày nó lên nó phỉ bán, nó chửi bới những cái tôi, những người tu hành đó các bạn. Đến cúng dường, nó đòi bao nhiêu nợ mình cúng dường cho nó, trả nợ hết cho nó. Ồ vậy á? Nó tha không đòi mạng. Dạ, một lần nữa tâm xin chúc cho tất cả mọi người gặp được nhiều may mắn và sống vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ xin cảm ơn nhiều.